Em xin chào toàn thể cô chú anh chị em yêu hoa lan trên cả nước. Phiên ngày hôm nay là ngày mùng 7 tháng 10 năm 2018. Thì gia đình chúng em xin xả một số mặt hàng như sau ạ. Đầu tiên em xin tự giới thiệu, em tên là Bao ạ. Em ở Thổ Tàng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Số điện thoại của em là 0365 323 666 ạ. Sau đây em xin đi vào giới thiệu chi tiết từng loại lan ạ. Đây ạ, loại đầu tiên đây là kiều tím nha các bác nhá. Hàng Gia Lai đấy, tình trạng cây cũng khá là đẹp luôn, là vẫn rất là xanh luôn nhá. Đây. Đấy. Thân của loại này nó cực kỳ dài nha các bác nhá, thân dài khoảng 5-60 cm ạ, có những thân của nó lên tới 7-80 cm đấy, cây vẫn rất là xanh ạ, lá cực kỳ là dày luôn ạ. Thì phiên hôm nay em xin giảm giá, là em bán với giá là 250.000 một ký nhá. Đây ạ, hàng kiều tím nhá, 250.000 một ký ạ. Tiếp theo đây là chuỗi ngọc nha các bác nhá. Tình trạng cây cũng khá là khô và rất là xanh luôn đấy, cũng tương đối là đẹp đấy. Thì hôm nay em cũng xin được giảm giá nhá. Các bác nào mà mua một cân là em bán với giá là 170.000 một ký nha các bác nhá. Đấy. Các bác nào mà mua từ 2 cân 2 kg trở lên thì em tính với giá là 150.000 một ký nhá. Đấy, em bán nổ luôn ạ. Hàng chuỗi ngọc nhá. Đấy, để em nhập cái lô hàng khác ạ. Chuỗi ngọc ạ, 170.000 một ký ạ. 150.000 một ký đối với các bác mua từ 2 ký trở lên nhá. À. Tiếp theo đây là hạc vĩ nha các bác nhá. Hạc vĩ thì cây thì nó cũng đã bắt đầu xuống lá nhá. Những cái lá vàng này thì khi mà các bác mua về đấy thì các bác có thể vặt bỏ nó đi nhá, vì cái này cây đã phát triển, nó đã bắt đầu thắt ngọn rồi ạ, cho nên là khi mà những cái lá này nó bị vàng thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến cây đâu nhá. Khi mà đóng gửi cho các bác thì em sẽ bỏ hết những cái lá vàng này đi ạ. Đấy, hạc vĩ hôm nay em cũng giảm giá nhá, thì em bán với giá là 170.000 một ký nha các bác nhá, hạc vĩ đấy. Đây, hôm nay em xả toàn bộ số hàng còn lại nhé. Đây ạ, sơn thủy tiên này nhé các bác nhé. Đấy, hàng cây cũng vẫn rất là xanh và đẹp đây ạ. Đấy, thì hôm nay em cũng xin, chắc là chỗ này cũng khoảng còn khoảng 2 ký gì đấy ạ. 2 ký sơn thủy tiên này, rất là xanh và đẹp luôn ạ. Thì em cũng giảm giá, hôm nay em bán với giá là 180.000 một ký nhé các bác nhé. Sơn thủy tiên ấy, hoa của nó màu vàng óng đấy ạ. Rất là thơm luôn ạ. Thơm hơn rất nhiều so với hoàng lạp nhá. Đây là nhất điểm hồng đấy ạ. Thì một số cây thì nó cũng có hiện tượng vàng lá như này rồi nhá các bác nhá. Những cái lá này về nó sẽ rụng đi nhá các bác nhá. Và thân già vẫn tiếp tục cho hoa nhá các bác nhá. Nhất điểm hồng này, hoa của nó lỡ vào tháng 4 nhá. Tháng 4, tháng 5 đấy ạ. Thì hôm nay em bán với giá là 120.000 một ký ạ. Ưu tiên những bác nào lấy từ 2 ký trở lên thì em tính với giá là 110.000 một ký nhá. Đấy. Chỉ có 220.000 2 ký nhá các bác nhá. Vậy dòng đây ạ. Chỗ này em còn khoảng 3 cân ạ. 3 ký gì đây ạ. Thì bác nào mua thì em bán với giá là 110.000 một ký nhá. Đấy, em bán giá là lỗ vốn luôn so với giá nhập đấy. 110.000 một ký nhé. Đấy, thì đây là toàn bộ số lan mà nhà em có nhé. Các bác nào mà sưu tầm thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại 0365 323 666 ạ. Em tên là Bao ạ. Em ở Thổ Tàng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Thôi, em xin phép dừng video tại đây ạ. Chúc các bác có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình ạ.